Thưa quý vị, tối qua, đồn biên phòng Lăng Cô, bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương tham gia chữa cháy rừng ngay trong đêm tại huyện Phú Lộc. Cụ thể, vào lúc 20 giờ tối qua tại khu rừng trồng tràm thuộc tổ dân phố An Cư Tây, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc xảy ra cháy rừng. Ngay khi nhận được tin báo, đồn biên phòng Lăng Cô đã huy động cán bộ chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường tham gia cùng các lực lượng và chính quyền địa phương chữa cháy. Thời tiết những ngày qua tại tỉnh Thừa Thiên Huế nắng nóng, nồm và hanh khô cùng với lớp thực bì dày đã khiến đám cháy lan nhanh, làm hơn 1 hectare rừng tràm bị cháy. Sau hơn 2 giờ nỗ lực, đám cháy cơ bản đã được khoanh vùng. Các lực lượng vẫn đang triển khai khống chế dứt điểm và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân cháy rừng là do người dân đốt lớp thực bì vô ý gây ra.